Vâng, xin được kính chào toàn thể các quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh của Vượng Hạnh TV nhé. Lời đầu tiên cho phép Vượng Hạnh xin được gửi lời chúc sức khỏe cũng như là lời chào trân trọng nhất tới toàn thể các quý vị và các bạn. Xin được kính chúc cho tất cả mọi người có thật là nhiều sức khỏe, luôn được hạnh phúc và bình an trong cuộc sống như mọi người. Tiếp tục từ ngày hôm nay, Vượng Hạnh cũng muốn cập nhật với quý ông bà, cô bác, anh chị trong và ngoài nước một số cái thông tin mà liên quan tới đàn gà con, ekip quản lý nha mọi người. Thì như tất cả mọi người cũng đã biết, trong cái thời gian này là cái thời gian cực kỳ là vất vả đối với đàn gà con của chúng ta nha mọi người. Thì sau những cái MV mà Tuyết Nhung và Juno đã đi quay, thì thật sự chúng ta cũng đang rất là mong đợi những cái MV tuyệt vời này của bé Tuyết Nhung, đúng không ạ? Thì cách đây 1-2 hôm, Vượng Hạnh cũng đã đăng tải cho tất cả các quý vị, chúng ta cũng đã được cái biết qua một chút cái thông tin về những cái hình ảnh về phía bé Tuyết Nhung cũng đã đăng tải cho chúng ta biết một số cái hoạt cảnh ở cái MV đó rồi, đúng không ạ? Thật sự nó rất là tuyệt vời. Ai cũng rất là mong đợi những cái giây phút được xem những cái MV của bé Tuyết Nhung. Thì dạo gần đây, Trường Sang cũng có lên tiếng và cũng có mong các quý vị thông cảm một chút cái lý do mà Trường Sang không đi tham dự cái MV cùng với bé Tuyết Nhung được. Thật sự là dạo gần đây Trường Sang quá là bận thưa quý vị. Em ấy rất là bận về cái công việc của em ấy, thì cho nên là em ấy cũng mong muốn là mọi người hãy thông cảm cho Trường Sang, vì nếu như vì công việc rất là bận cho nên là tạm thời gian này không đi quay MV cùng với bé Tuyết Nhung được. Và Trường Sang cũng mong muốn là tất cả quý vị khán giả cũng hãy thông cảm cho Trường Sang. Thì từ ngày Trường Sang quay trở về với đàn gà con của chúng ta, thì quý vị cũng đã biết là những cái tình cảm chân thành, những cái tình cảm thật sự các quý vị bộc lộ ngay được, các quý vị khán giả bộc lộ ngay rất là yêu quý và không có gạch đá Trường Sang nữa. Đó là một trong những cái điều mà Trường Sang cảm thấy rất là biết ơn, rất là vui khi mà được tất cả mọi người quan tâm, chia sẻ cũng như là động viên khi mà Trường Sang quay trở lại với đàn gà con. Đó là một trong những cái điều cực kỳ là cảm thấy, chúng ta cảm thấy rất là vui, đúng không ạ? Thì Trường Sang cũng có đăng tải lên cái trang cá nhân của mình chỉ có một bức ảnh và rất cười thật là tươi. Sau đây thì Vượng Hạnh sẽ đọc cho mọi người nghe. Không cần biết phía trước như thế nào, nhưng trước hết cứ cười tươi trước đã, hì hì. Chúc cho mọi người ngày mới thật là nhiều sức khỏe ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Đó là những cái thông tin mà mới đây chị em Trường Sang cũng đã cập nhật cho chúng ta biết. Vì lý do là em đấy được rất là nhiều những cái nhiều sự kiện mời em đi, tức là đi coi phim thưa quý vị, thì em ấy bắt buộc phải đi xem, thì không có thời gian để mà đi quay MV cùng Tuyết Nhung. Thì Trường Sang cũng rất mong muốn các quý vị hết sức thông cảm và hãy lượng thứ cho Trường Sang, và để tiếp sau ấy thì em ấy sẽ cùng với Tuyết Nhung sẽ đi dự cái live show, tức là đi tham gia cái live show ngày 20 tháng 5 thì ở Bình Phước nha mọi người. Thì ngày 20 tháng 5 này đó, mình sẽ cập nhật lại cho quý ông bà cô bác chúng ta được biết, vì chỉ còn hết ngày hôm nay, ngày mai là tới rồi thưa quý vị. Tức là ngày 20 tháng 5 là ban từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh Bình Phước Tâm Minh Tự, chương trình ẩm thực chay gây quỹ từ thiện từ 17 giờ đến 20 giờ thứ bảy ngày 20 tháng 5 2023, tức là ngày mùng 2 tháng 4 Quý Mão như mọi người, cùng sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú Thanh Hằng, Trường Sang, Tuyết Nhung, Thiên Ngân, Juno và MC Diễm Quỳnh, Ni Sư Như Hiền. Đó, tức là số điện thoại liên hệ là 0918-688-088 Tân Minh Tự, tại Phú Xuân, phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước. Thì tất cả mọi người chúng ta có thể tiện liên hệ, nếu ai ở gần thì các quý vị có thể đón xem và đến đó để dự xem, để ủng hộ cho các bé nha mọi người.
Còn cái ngày mùng 1 tháng 6 thì tại chùa Vạn Phước Sài Gòn, tức là ngày mùng 1 tháng 6 đó mọi người, thì các em ấy diễn tại chùa Vạn Phước Sài Gòn. Ngày mùng 2 thì tháng 6 thì các em diễn ở chùa Pháp Vân Sài Gòn. Thì quý vị chúng ta có thể là tiện theo dõi, chúng ta đến để ủng hộ cho Trường Sang, Tuyết Nhung, Juno và Thiên Ngân nha. Thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam chùa Vạn Phước, 55 Tuệ Tình, phường 13, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Thì cái chương trình này là Phương Thanh, Khánh Bình, Trường Sang, Tuyết Nhung, Thiên Ngân, Juno và Dương Nghi Đình, Quỳnh Nhi và MC Diễm Quỳnh. Mic thì Gia Luật đó, tức là cũng là MC Gia Luật đấy mọi người. Thì tất cả mọi người chúng ta mong muốn là mọi người chúng ta hãy cố gắng để mà giúp đỡ cũng như là ủng hộ cho các bé, để các bé có thêm động lực để mà diễn cho tất cả mọi người chúng ta được xem những cái động thái, những cái động thái tích cực này, cũng như là những cái live show gây quỹ từ thiện này để ủng hộ cho các bé nha mọi người. Những ai nếu quý đàn gà con chúng ta có thể đến, ai ở gần chúng ta có thể đến để ủng hộ cho các bé nha mọi người. Thì dạo gần đây thì khán giả thật sự rất là ủng hộ và yêu thương, cũng mong muốn cho các em lúc nào cũng được bên nhau, cũng lúc nào cũng được sát cánh bên nhau và sẽ cho ra những sản phẩm hay nhất, tốt nhất để tất cả các quý vị và các bạn hãy ủng hộ nhiệt tình hơn. Thì ngày hôm qua Tuyết Nhung cũng đã đăng tải một số cái thông tin là mong mọi người nếu ai yêu quý Tuyết Nhung thì hãy tặng sao cho bé. Bé có đăng tải trên trang Facebook Phạm Tuyết Nhung Single nha mọi người. Thì bé có đăng tải là xin chào mọi người, cả nhà có thể tặng sao để ủng hộ cho Tuyết Nhung được không ạ? Nhờ sao Nhung sẽ có động lực để tiếp tục tạo nội dung và sản phẩm âm nhạc mà cả nhà yêu thích. Cứ khi nào nhìn thấy tượng sao là cả nhà có thể tặng sao cho bé Nhung đó nha. Cảm ơn cả nhà nhiều. Thì nếu ai có ủng hộ cho bé thì chúng ta có thể tặng sao cho bé nha mọi người. Thì cũng mong muốn tại làm sao mà tất cả chúng ta hãy cùng nhau ủng hộ, cùng nhau lên tiếng để bảo vệ cũng như ủng hộ dân đàn gà con. Thì kính thưa quý vị, tới đây những cái live show này thì anh Mạnh Quỳnh cũng đã dặn dò các con rất là nhiều, hát như thế nào và nhạc lời như ra sao. Thì các bé dạo này đang tập luyện cũng thật rất là giáo diết để mà chuẩn bị cho cái live show ngày mai, tức là ngày mai đó 20 tháng 5. Thì anh Mạnh Quỳnh luôn nhắc nhở, luôn luôn sát sao và lúc nào cũng mong muốn cho các con phải thể hiện một cái tinh thần trách nhiệm thật tốt để mà biểu diễn cho tất cả các quý vị được xem cũng như là để gây quỹ từ thiện. Và đó là những cái thông tin mà ngày hôm nay Vượng Hạnh muốn cập nhật đến mọi người. Và cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chúc cho mọi người có một buổi chiều thật là an lành nha mọi người. Mọi người hãy đăng ký kênh, like, chia sẻ và cũng đừng quên nhấn chuông để ủng hộ cho Vượng Hạnh nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các quý vị và bạn trong những video tiếp theo.